Jack Ma là một trong ba người Trung Quốc sở hữu cuốn hộ chiếu đỏ đặc biệt của Liên Hợp Quốc, có thể tự do đi lại hơn 220 quốc gia trên toàn thế giới. Jack Ma, hay Mã Vân, là một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc. Ông là người sáng lập Alibaba, hãng công nghệ, thương mại cung cấp dịch vụ bán hàng nổi tiếng. Đồng thời, Jack Ma cũng xây dựng nên The Ant Group, tập đoàn tài chính công nghệ toàn cầu. Đế chế thương mại của Jack Ma rất hùng mạnh, có thể sánh ngang với những gã công nghệ khổng lồ phương Tây. Có lúc giá trị của tập đoàn Alibaba còn vượt trên nhiều công ty ở Mỹ, chỉ đứng sau Apple, Amazon và Google. Xét về danh tiếng, Jack Ma như một ngôi sao toàn cầu, là tỷ phú Trung Quốc nổi tiếng được nhiều người biết đến. Ông là gã khổng lồ, thâu tóm nửa thị trường Internet nội địa Trung Quốc. Các công ty của ông mang đến nhiều phúc lợi cho xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân. Dù đã tuyên bố rút lui khỏi thương trường và trở thành giảng viên của Đại học Tokyo, Nhật Bản, nhưng Jack Ma vẫn là cái tên được nhiều người săn đón và ngưỡng mộ. Jack Ma đi khắp thế giới quan sát và cập nhật xu hướng thị trường. Hiện ông đang sở hữu trong tay cuốn hộ chiếu đặc biệt, cho phép nhập cảnh mà không cần thị thực vào 220 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới. Vậy vì sao hộ chiếu của tỷ phú Jack Ma lại đặc biệt đến vậy? Tất cả là đến từ tinh thần khởi nghiệp và đế chế kinh doanh khổng lồ mà ông sở hữu. Jack Ma, sinh năm 1964 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Ông có thời gian tự học tiếng Anh vất vả bằng cách làm hướng dẫn viên miễn phí cho người nước ngoài tham quan thành phố. Jack Ma cũng từng làm giáo viên dạy tiếng Anh trước khi chuyển sang kinh doanh và thành lập tập đoàn Alibaba vào năm 1990. Sở hữu đế chế kinh doanh hùng mạnh nhưng ít ai biết rằng Jack Ma từng sống trong nghèo khó và lập nghiệp chỉ với hai bàn tay trắng. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông nộp hồ sơ thi đại học nhưng hai lần thi thì chưa cả hai. Phải đến lần thi thứ ba thì ông đỗ vào Đại học Sư phạm Hàng Châu. Ông cũng kiên nhẫn nhiều lần nộp đơn xin học tại Đại học Harvard và cả chục lần nộp thì đều bị từ chối. Jack Ma từng có khoảng thời gian chật vật tìm kiếm việc làm và thất bại rất nhiều lần. Sự nghiệp của ông chỉ thực sự bắt đầu vào năm 1995 trong chuyến đi Mỹ. Dù không có kinh nghiệm nhưng ông đã bị máy tính và lập trình mê hoặc ngay từ lần sử dụng đầu tiên. Ông tìm kiếm từ khóa bia trên mạng và ngạc nhiên khi không có bất kỳ loại bia nổi tiếng nào của Trung Quốc nằm trong kết quả tìm kiếm. Trong khi đó, ở Trung Quốc đất nước của ông, việc tìm kiếm thông tin gặp nhiều hạn chế. Đây cũng là nguyên nhân khiến ông quyết định thành lập một công ty Internet tại đất nước tỷ dân. Năm 1999, Jack Ma thành lập Alibaba, lúc đó chỉ là trang web cho phép người bán đăng các sản phẩm lên để khách hàng có thể mua sắm trực tuyến. Thời gian đầu do rất ít người biết về Internet nên công việc gặp nhiều khó khăn. Không lâu sau, sự cố gắng của Jack Ma đã được đền đáp xứng đáng. Dịch vụ mua sắm do ông thành lập đã thu hút sự quan tâm và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Tập đoàn Alibaba ngày càng phát triển lớn mạnh cùng sự ra đời của Taobao, trang mạng mua sắm trực tuyến giá rẻ hàng đầu Trung Quốc, đã giúp Jack Ma khẳng định tên tuổi và mở rộng quy mô kinh doanh của mình. Ông tiếp tục cho thành lập các công ty lớn như tập đoàn dịch vụ tài chính Ant Financial, Alipay và công ty hậu cần Kenil. Từng bước nỗ lực, cố gắng phát triển cùng tầm nhìn xa, vượt trước thời đại đã giúp Jack Ma mở ra thời đại của riêng mình, trở thành cha đỡ đầu cho nền thương mại điện tử Trung Quốc. Tập đoàn Alibaba của Jack Ma mang đến nhiều lợi ích kinh tế cho đất nước và tạo ra hơn 30 triệu việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, thời gian sau Jack Ma vấp phải làn sóng dư luận với phát ngôn thiếu khôn ngoan trước công chúng. Ông cũng có những quyết định sai lầm trong việc thúc đẩy Ant Financial niêm yết cổ phiếu. Kết quả là Ant Financial không những không thể niêm yết mà còn đối mặt với nguy cơ bị điều tra. Mặc dù đã không xuất hiện trước công chúng trong thời gian dài, nhưng Jack Ma vẫn luôn là huyền thoại của thế giới. Không ai có thể phủ nhận những đóng góp lớn của ông trong phát triển Internet tại Trung Quốc. Nó không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn hỗ trợ thay đổi thói quen và lối sống của con người. Dù đã rút lui nhưng Jack Ma vẫn sở hữu cuốn hộ chiếu quyền lực cho phép ông tự do đi lại ở hơn 220 quốc gia. Liên Hợp Quốc là tổ chức liên minh chính phủ có nhân viên từ khắp nơi trên thế giới. Vậy nên để tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên di chuyển, tránh những việc vặt làm ảnh hưởng đến công việc như xin thị thực thông quan, nên vào năm thứ hai thành lập Liên Hợp Quốc đã đưa ra hộ chiếu toàn cầu. Hộ chiếu này sẽ gồm hai loại là xanh và đỏ, dành cho quan chức cao cấp. Hộ chiếu xanh thường được phát cho nhân viên, có tác dụng hỗ trợ miễn thị thực vào nhiều quốc gia trên thế giới. Hộ chiếu xanh sẽ có giá trị trong vòng 5 năm. Còn hộ chiếu đỏ giá trị dài hơn và mang đến nhiều quyền lợi hơn hộ chiếu xanh, thường chỉ dành cho những công dân xuất sắc, có nhiều cống hiến cho đất nước hoặc thế giới. Hiện Jack Ma đang nắm giữ cuốn hộ chiếu màu đỏ cao cấp. Với tấm hộ chiếu này, ông có thể tự do đi chuyển đến 220 quốc gia trên thế giới và tận hưởng nhiều dịch vụ VIP tại sân bay, cùng những điều kiện cơ sở vật chất dành cho nhà ngoại giao khi thực hiện công vụ. Trên thế giới hiện nay không có nhiều người sở hữu cuốn hộ chiếu đỏ của Liên Hợp Quốc. Ở Trung Quốc chỉ có 3 người được phát hộ chiếu đỏ là Leon Lai Ming, Jet Li và Jack Ma. Leon Lai Ming là một trong tứ đại thiên vương nổi tiếng của Hồng Kông. Ông là một nhà từ thiện nổi tiếng, đã giúp đỡ vô số những trẻ em bị bệnh bại liệt trên thế giới. Vậy nên ông được Liên Hợp Quốc trao tặng danh hiệu Đại sứ thiện chí của Trung Quốc và được cấp hộ chiếu đỏ. Tỷ phú Jack Ma cũng là người mang đến nhiều giá trị cho xã hội. Ngoài hoạt động tích cực trong lĩnh vực thương mại điện tử, ông cũng thành lập Đại học Harvard và làm từ thiện, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng. Năm 2016,
Jack Ma được mời làm cố vấn đặc biệt của Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mức lương 1 tỷ đô la Mỹ một năm. Sau đó, Jack Ma cũng được bổ nhiệm làm chủ tịch nhóm kỹ thuật số cao cấp và là người ủng hộ các mục tiêu phát triển bền vững. Nắm giữ vị trí quan trọng tại Liên Hợp Quốc nên Jack Ma được cấp hộ chiếu đỏ cao cấp tượng trưng cho địa vị của mình. Thành lập nên hàng loạt các nền tảng thương mại điện tử lớn, Jack Ma là vừa là tỷ phú, đồng thời cũng là người truyền cảm hứng. Ông là hình mẫu lý tưởng cho tinh thần kinh doanh đáng để mọi người học tập. Theo Phụ Nữ Số, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.